Sau đây nhóm 5 chúng em xin thuyết trình về sản phẩm điều khiển thiết bị thông qua Wi-Fi và giám sát các thông số của môi trường như là nhiệt độ, độ ẩm và cường độ sáng. Đầu tiên em xin giới thiệu về mạch phần cứng. Như trên mạch phần cứng em sử dụng một Arduino Uno R3, một module Wi-Fi ESP8266 nút MCU, một màn hình LCD 1602, một cảm biến cường độ sáng Latch sensor, một cảm biến nhiệt độ độ ẩm DHT11, ba TRIAC BT138, ba photo TRIAC MOC3021, các cầu đấu để đưa ra các ổ cắm. Về phần tải thiết bị em sẽ sử dụng ở đây là một chiếc quạt đã được bật sẵn, màn laptop đã trong chúng ta trong tình trạng là chưa được sạc pin và điện thoại cũng chưa được sạc pin. Sau đây em xin tiến hành cấp nguồn cho module hoạt động. Khi cấp nguồn đến đây trên màn hình sẽ hiện dòng chữ là đang kết nối tới địa chỉ Wi-Fi, và sau khi kết nối xong trên màn hình sẽ hiện dòng chữ là connected to tenda và đồng thời sẽ cho ra địa chỉ IP là 192.168.0.105. Sau đây em xin tiến hành cấp nguồn 220V cho hệ thống. Sau khi cấp nguồn hệ thống xong, em sẽ tiến hành truy cập vào địa chỉ .105. Như trên màn hình có thấy, có thể đây là các thông số như nhiệt độ, độ ẩm và mức cường độ sáng. Sau đây em sẽ tiến hành bật tắt từng thiết bị một. Đầu tiên em sẽ bật thiết bị một. Như thấy màn hình laptop đã sáng và đồng thời trên đây thì hiện ạ đang sạc pin. Rồi sau đây sẽ tiến hành bật thiết bị 2. Như thấy màn hình điện thoại đã thông báo là tình trạng đang được sạc pin. Như vậy rõ ràng là thiết bị 2 đã được hoạt động, và em tiến hành bật quạt. Như vậy cô đã thấy ở đây quạt đã chạy. Và sau đây sẽ tiến hành tắt một lúc tất cả ba thiết bị. Quạt đang ngừng tắt, quạt đang ngừng chạy. Màn hình ở đây đã thể thông hiển thị hiển thị là đã được không được cấp nguồn. Và đồng thời đây tôi nhìn thấy điện thoại đã được thông báo là không được cấp nguồn. Do ở đây em sử dụng chiếc chứ không phải dùng Zalea cho nên là nó sẽ có một khoảng trễ nhất định nào đó. Sau đây là tiến hành bật từng thiết bị một. Vừa rồi là bật từng thiết bị, bây giờ thì tiến hành bật một phát tất cả ba thiết bị. Như thấy quạt đã chạy, màn hình điện thoại laptop đã sáng thông báo là đã được sạc pin, màn hình điện thoại đã được hiển thị đã được sạc, và cuối cùng là tắt phát tất cả ba thiết bị. Quạt tắt, màn hình laptop tắt và đồng thời điện thoại cũng tắt. Sau đây thì nói qua một chút về cách thức hoạt động của thiết bị. Thì ở đây cách thức hoạt động thiết bị như sau, thì Arduino sẽ tiến hành là giao tiếp với hai thiết bị cảm biến này, giao tiếp với cả cảm biến BH1750 thông qua chuẩn IC, giao tiếp với cảm biến DT1 thông qua chuẩn on-wire một sợi, và sau khi thu thập được dữ liệu này sẽ tiến hành gửi dữ liệu đó, các thông số nhiệt độ, độ ẩm và cường độ sáng sang cho ESP8266 thông qua UART. Khi ESP8266 nhận được các tín hiệu đó sẽ đồng thời sẽ đưa lên trên web như các thông số trên màn hình. Và đồng thời khi chúng ta sẽ nhấn các nút ở trên đây thì ESP8266 sẽ nhận được lệnh và gửi ngược trở lại cho Arduino. Arduino sẽ căn cứ vào các trạng thái tương ứng của thiết bị và đồng thời bật các thiết bị tương ứng. Ngoài ra thì trên màn hình giao diện này còn có một tính năng nữa là tự động cập nhật các thiết bị sau một khoảng thời gian nhất định. Như ở đây em sử dụng là trong khoảng là 10 giây. Như ở đây dễ một cái dễ thay đổi nhất chỉ là thay đổi cường độ sáng. Như thầy cô bạn thấy ở đây là mức cường độ sáng là 24 lắc. Sau đây sẽ tiến hành thay đổi cường độ sáng bằng cách chiếu đèn pin vào mô đun cảm biến ánh sáng. Và chờ thời gian để cho reload lại. Đó, như vậy thấy sau khi cập nhật thì cường độ sáng lúc này đã được lên là hơn 2888 lắc. Vừa rồi là toàn bộ bài thuyết trình của nhóm em về thiết bị của mình. Cảm ơn thầy cô và các bạn đã lắng nghe.